Em tiếp tục lên xem nào. À, đây là dòng loa đồng trục này. Dòng này thì không có nhiều cho bác nhé, rất là hiếm. Dòng này đồng trục toàn giải, tất cả được thiết kế trong một bát này luôn. Đối với dòng loa này thì báo cáo các bác là bao ít bao hiếm cho bác luôn. Mà nghe nhạc với hát karaoke thì chấm hết. Đặc biệt là sang đến đây là có một bộ rè pao của Mỹ. Hai con này nó chất nhất là cái đèn vu này. Bác nhìn hai cái đèn vu của nó chiếm này gần nửa. Đèn vu màu xanh nhé, đèn vu xanh nên quá đẹp luôn. Bộ rè pao này, à đôi con đi con loa đồng trục, tiếp lồng đồng trục này 5 triệu 6. Bộ rè pao nhé, đây là con pao của Mỹ này, đây con rè của Mỹ luôn. Bộ rè pao của Mỹ là 14 triệu 800. Chút em quay chi tiết thôi. Sang đến đây là đôi loa âm trần, và nói luôn là đôi loa âm trần em thấy to nhất từ trước đến giờ em bán. Con này Action, con này là bát gần 30, đường kính gần 30. Và đặc biệt cái hậu của nó sâu đến cũng gần 30 nữa, hậu sâu đến 23, 25. Đây, cái thùng nó quá to luôn. Mới nhìn này, nhìn quá to luôn. À, dòng này không có nhiều bác nhé, dòng này thì như là được có hai đôi thôi, hai ba đôi. Bác nào lấy được cả bộ về thì nghe phòng thì chấm hết luôn. 4 triệu 8 một đôi. Bình thường những cái bộ bằng nửa bé và tí này này đã 3 triệu 9 với 2 triệu 9 rồi. 4 triệu 8 một đôi này. Em nhìn thấy bác nhé này. Đấy, chút nữa em sẽ nhấc cho bác xem chi tiết. Và sang đây nữa. Sang đây thì có hai con bát súp 30. Súp 30 bác nha, súp Fox. Để bác nhìn này, được chưa? Hai con bát súp mức giá là 2 triệu 9 một chiếc. Con này thì cái màng của nó hơi bẩn bẩn đã chút, hơi chấm chấm gợn chút cho bác. Thôi để cho bác con này 2 triệu 8, 2 triệu 9, 2 triệu 8, thật ra nó chả ảnh hưởng cái gì cả. Mà để cho bác con này là 2 triệu 6 đi, bởi vì là con này, đây con này cái màng nó nhìn nó sạch hơn, đẹp hơn. Cho bác con này rẻ hơn một tí cho nó dễ, được chưa? Một chiếc. Sau đây em sẽ vào giới thiệu chi tiết cho bác. 26 nhé, em chữa luôn 26. 26, ok chưa? Ôi, kênh em bán hàng nó phải rõ ràng luôn thế, chứ không có chuyện úp mà mở mất việc. Hai con này model như nhau. Đây là con súp, có nhìn nhá. Đây, một thương hiệu phải nói là quá nổi tiếng rồi. Súp thì chắc chắn là 4 ôm, lúc nào 4 ôm rồi. Có nhá, 30. Này, còn bọc từ luôn này, hết luôn. 2 triệu 9 một chiếc. À, mắc 300W. Được chưa? Thương hiệu của nó bác nhìn này. Thương hiệu này thì bác nhìn xem nó nổi tiếng hay không thì bác biết, được chưa? Đây ạ, bát 30. Bát 30 các bác nhé. Bát 30. Cái hậu sâu này của nó 20 luôn, cái củ này. Này, còn có bọc từ chống nhiễu hết nhé. Đây là bọc từ chống nhiễu hết bác nhé. Bọc từ chống nhiễu tất. Được chưa? Con này 2 triệu 9 một cái, con này 2 triệu 6. Con này thì nhìn cái màng này nó không được đẹp bằng con này. Nó lại lệch nhau 19 1 10 cho dễ nhé. 2 triệu 6 và 2 triệu 9 một chiếc. Mát súp, ok chưa? À, báo cáo các bác là bác nhìn ở ngoài thì nó bé lắm, ở ngoài nó to lắm. Nên khi vào cái máy quay ấy, các bác nhìn nó bé, rất là bé luôn. Thế có một số bác đến nhà em mua hàng bác biết rồi đấy. Con súp em quay lên các bác cứ nghĩ bé, đến đây không nghĩ nó to gấp đôi. Thì chính mồm các bác nói luôn nhé. Các bác nào đã đến nhà lấy thì bác biết, cho em xin vài lời bình với cho các bác biết. Đến các bác nhìn, ông bác bảo sao nó to thế, tôi nhìn ở kia, lúc mà đến đây nó to gấp đôi. Thì em đã nói thường xuyên, nói với các bác rồi mà. Không hiểu tại sao cho vào cái máy quay của em nó chỉ còn lại khoảng 50-60%. Đấy. Còn sang đây nữa. Bên này nữa. À, bên này là con đôi là âm trần này. Âm trần các bác nhìn này, đôi này nó rất là độc đáo, nó không như kia đâu. Đây, cái kích thước đường kính của nó gần 30 bác nhé. Nếu bác nhìn ở trong, bác nhìn ở ngoài thì cảm thấy là qua máy quay của em nó bé. Tất cả này, ốc lục giác này, trong này là một con bát súp này, con tép nằm lồng này. Tiền nào của đấy thôi các bác ạ. Những con này mà các bác lắp vào gia đình hoặc lắp vào lắp âm trần. Ê, bác nhìn này, dòng này của Mỹ hay của Mỹ hay của Canada. Bác nhìn này, bác nhìn cái con bông tiêu âm của nó nhé, em soi bông tiêu âm cho bác nhìn. Đây, bác nhìn con bông tiêu âm của nó chưa? Chưa? Màu hồng hồng, có nhìn chưa? Đấy, màu hồng hồng, một cái màu bông tiêu âm này chỉ có của Mỹ với Canada. Ở đây đọc luôn, có thông số mà.
Nhìn chưa? À, đôi này thì báo bác rồi, 4 triệu 8 một đôi. Tiền nào của đấy bác nhé. Bác muốn rẻ thì vẫn có loại rẻ cho bác. Bác nhìn cái thùng như này. Em đố bác cầm này, nhấc một tay lên con loa này. Đấy, phải treo kiểu này, không lên. Đây thông số của nó đây. Thông số model của nó đây. Model của nó là SF26CT. 26CT này. Đây, Electronic USA. Đây, đây em cho các bác đọc cho nó dễ luôn. USA này, Henry cái quái gì đây? Electronic USA này. Cái gì đây? California. Ui, cái quái gì không đọc được. Toàn tiếng Anh thôi. 4 triệu 8 một đôi này bác nhé. Bác nào mà có điều kiện chỉ cần hai đôi này thôi, mà có đúng hai đôi, không có nhiều. Các bác có muốn cho em đến đi tiền gấp đôi, gấp ba nữa là hơi hơn đấy, em bó tay. Không có. Không có nhiều bác nhé. Mặt trong nó, khi mặt đậy lại đây. Có duy nhất hai đôi, đây một đôi và đây một đôi nữa. Nhưng mà một đôi này em định treo vào đây. Thôi, tùy, 4 triệu 8 nhé. Đấy, là xong. Cái thằng này, 4 triệu 8 một đôi. Còn sang đến đây. Báo cáo các bác này. Một con pao đến từ Mỹ. Một con pao này báo cáo các bác là riêng con pao này về chất lượng thì không thể chê được cái gì cả. Và cái đặc biệt nữa là cái nổi trội hơn của nó là cái đôi đèn vu này của nó thì báo cáo bác là nó là ấn tượng. Đèn vu nó to đúng vào bàn tay đây. Bác nhìn thấy đèn vu nó hết nửa hai bên mà. Mỗi hai bên. Mà đèn vu này đèn vu màu xanh. Đấy. Các bác nào cần nó sặc sỡ đẹp hơn nữa thì bác về đặt thêm bóng đèn led vào đây nữa thì nó rực lên nữa thì đẹp nữa. Đèn vu màu xanh. Và bác chú ý hộ em là con pao này của Mỹ này. Đây. À, con pao này 750W. 750W. Được chưa ạ? Pao Ultron. Này, con pao tên của nó đây bác. Đây là con pao, còn con rè của nó kia. Cái con rè của nó kia. Con rè con pao này cũng là một model, à, một thương hiệu. Tên giống hệt nhau. Cái gì đây? Hai vì hai bên luôn. Hai vì hai bên. Protect tóc cái quái gì các bác. Đấy, bác nhìn máy này, hai biến thế hai bên. Hai biến thế hai bên cho hai vì. Như thế là quá uy tín cho bác chưa? Những con pao, những con đẩy mà chạy hai biến thế cho hai công hai bộ à, hai vế công suất thì các bác mình nói luôn nó có uy tín cho bác chưa? Còn đây ạ. Bộ đèn vu đấy ạ. Đèn vu của nó đây bác. Đèn vu ngoài trời này nếu mà có cắm có bật lên thì nó cũng không rõ cho các bác lắm đâu. Để em cắm thử lên cho bác xem nào. Đèn vu ở ngoài trời mà. Ngoài trời thì ánh sáng nó nắng ấy, nó sáng ấy. Nó sáng bác ạ. Mặt này mặt gương đấy. Mặt gương. Một cuốn là mặt gương đấy. Đấy. Nó đóng lên như cái gương mặt. Mặt gương này nhìn là cho bác không thể nhìn được. Nó rất là khó nhìn. Con mặt mặt gương này. Mặt nó còn đẹp, nó sáng. Sáng choang luôn bác ạ. Nhá. Cho vào trong nhà thì bác sẽ hợp lý hơn cho bác. Trong nhà nó sẽ hợp lý hơn cho bác. Như này. Bác nhìn thấy màu xanh chưa? Đấy, bác nhìn thấy tia xanh chưa? Vì nó là mặt gương. Có nghĩa là cái mặt kính của nó mặt gương nhìn nó sang lắm. Bác nhìn thấy tia xanh chưa? Đây, bác nhìn. Có khi em phải vào, em phải để vào tối để cho bác nhìn. Bác nhìn tia xanh chưa? Đấy, tia xanh chưa? Nó lại cứ hiện. À, em ơi.